lương lương pháp chế doanh nghiệp có thể một lên tỏi tới một tỏi một tháng 50.000 đô một tháng. Chị biết mà. Chị đã từng nói chuyện với chị một lương mức lương là 1 tỷ một tháng. 50.000 đô. Họ làm về doanh nghiệp gì? Bất động sản hay là về ngân hàng hay là không, doanh nghiệp mà nước ngoài. Công ty đa quốc gia. Làm này ác EU General Mỹ Council đấy đúng không? EU bên Mỹ luôn. Người Việt đấy. Trước đây cách đây khoảng chục năm thì làm với lại được 2,5 tháng một tháng. Kinh mà chỉ cần làm 3 buổi một tuần. Có xe, có biệt thự ở. Thì nếu mà mức lương khoảng rơi vào khoảng chục nghìn thì chị cũng có nhiều offer mà. Thế thì nếu mà với cái lương pháp chế như thế thì gần như là triệt tiêu cái hy vọng rằng đi mở doanh nghiệp làm gì đầu đầu. Không, nhưng mà nó sẽ chỉ dừng lại đấy thôi. Nó sẽ là đỉnh cao nhưng mà sẽ dừng lại. Trong khi đó nếu mà làm doanh nghiệp, mở doanh nghiệp thì em đâu có hạn chế thu nhập đâu. Nó sẽ phát triển quy mô, nó sẽ phát triển mạng lưới rồi là phát triển doanh nghiệp lên. Thì thu nhập của người chủ doanh nghiệp thì đâu có hạn chế. Tất nhiên, nhưng mà chị biết thừa là 90% đúng rồi. Chắc chắn rồi, không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng thế.